Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đêm nay là đêm thực thánh, là mẹ của mọi đêm, đêm tôn vinh và cảm tạ vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta cách lạ lùng. Đêm nối kết trời với đất, con người với Thiên Chúa và con người trần thế với nhau. Đêm Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã mở toang cửa mộ, trỗi dậy từ cõi chết để cứu độ nhân loại. Chúng ta vui mừng chiêm ngắm chiến thắng vinh quang rạng ngời của Chúa trên đau khổ sự chết. Để những ai tìm kiếm và tin vào Chúa là chân lý thì được sống đời đời. Ngôi mộ không còn là điểm cuối của cuộc đời con người, mà là điểm khởi đầu, là niềm hy vọng cho những ai biết đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Chuyện kể rằng, có một cửa hàng bán hoa đã xảy ra một sự cố nhầm lẫn thật là tai hại. Ngày hôm đó, người bán hoa giao hai lẵng hoa cho hai khách hàng khác nhau. Một là để chúc mừng ông chủ ngân hàng khai trương thêm một chi nhánh mới, và một là để chia buồn cho một đám tang. Thế nhưng hai danh thiếp đính kèm lại bị đặt lộn chỗ, thành ra lẵng hoa gửi cho đám tang lại được nhận lời chúc mừng khai trương cơ sở mới. Và ngược lại, tấm thiệp gửi cho ông chủ ngân hàng lại ghi thành kính phân ưu. Xem ra sự nhầm lẫn này tuy không hợp tình nhưng lại vô cùng hợp lý. Bởi đời là bể khổ, ra khỏi cuộc đời là thoát khỏi cảnh khổ lụy trần gian. Chết là lìa bỏ chỗ ở dưới đất mà lên trời. Chết là bỏ trần gian với bao bon chen vật lộn để về quê trời vĩnh cửu, không còn khổ lụy tham sân si phàm tục. Chết là trở về nhà cha trong niềm vui của đứa con xa nhà nay được hồi hương. Như vậy, chết là một niềm vui chứ không còn là sự thương tiếc bi ai. Là con người, ai rồi cũng sẽ đến ngày phải vào huyệt mộ. Ngôi mộ chính là điểm tận cùng của kiếp nhân sinh. Nơi đây vua cũng như dân, tướng cũng như quân, bậc anh hùng hào kiệt cũng như những kẻ vô lại, người quyền quý cũng như kẻ cơ bản đều phải vùi mình xuống, mục nát đi và trở thành cát bụi. Đối với người vô thần, chết là hết, và nấm mồ chính là điểm tận cùng của kiếp người, là dấu chấm hết cho tất cả. Trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua một nấm cỏ không xanh gì. Theo quan niệm của một số người khác, tuy ngôi mộ không phải là điểm tận cùng, điểm kết thúc của kiếp người, nhưng lại là một cánh cửa hải hùng. Đó là cửa đưa xuống âm ti hay vào 9 tầng địa ngục. Nó vẫn là một cánh cửa không ai muốn bước qua. Đối với Đức Giêsu Kitô, ngôi mộ không còn là cửa tử mà là cửa sinh. Tại sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người đã trỗi dậy và ra khỏi mộ như người đã nói. Nấm mồ trống và khăn liệm là bằng chứng Chúa đã sống lại. Người không còn ở đây, người đã ra khỏi mộ, Chúa đã phục sinh. Nấm mồ của sự chết đã bị lật tung, đêm tối của sự chết đã bị đẩy lùi bằng ánh sáng phục sinh huy hoàng.
Con người sinh ra không phải là để chơi chết, mà là bước vào hành trình tiến về nhà cha. Sư Adam cũ bất trung rời bỏ địa đàng, cửa trời đóng lại. Nay Adam mới đã vâng lời, mang lấy tội lỗi của nhân loại, đóng đinh vào thập giá và đi qua cõi chết. Sự phục sinh của Ngài đã nối lại cho chúng ta con đường về nhà cha. Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã hạ gục thân chết, mở lại cửa trời cho con người trở về. Nơi không còn đêm tối, sự chết, chia ly, từ biệt, than khóc hay đau thương. Bằng cuộc vượt qua của mình, Chúa Giêsu Kitô đã bật tung cửa mộ sống lại, đẩy lui quyền lực sự chết đang bao phủ thế giới. Ngài biến ngôi mộ là điểm cuối của cuộc đời trở thành cửa ngõ dẫn vào cõi trường sinh. Ngài khiến cho huyệt mộ đã từng nuốt lấy bao người xuống cõi âm ti trở thành cổng chào hân hoan tiếp đón con người vào nơi thiên quốc. Ngài đã biến đau thương của sự chết thành niềm hoan lạc phục sinh. Ngài đã biến ngày cuối của kiếp sống trần gian thành ngày thứ nhất trong đời sống mới. Từ đây, ngôi mộ không còn là cửa tử, nhưng lại là cửa sinh, đưa muôn người vào đời sống vinh quang bất diệt. Chúa Giêsu phục sinh là bảo chứng niềm hy vọng của chúng ta vào sự sống vĩnh cửu. Thiên Chúa đã cho Đức Kitô sống lại thế nào thì Ngài cũng sẽ dùng quyền năng để cho chúng ta sống lại như vậy. Ngài là hoa quả đầu mùa của những kẻ đã chết, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, rồi đến những kẻ thuộc về Ngài. Như thế, chết không phải là hết, nhưng là cửa ngõ đi vào cõi sống với niềm hy vọng, tin tưởng và phó thác. Để ngôi mộ không còn là điểm tận cùng bi đát, mà là ngõ dẫn vào cuộc sống vinh quang, chúng ta phải gắn bó với Chúa Giêsu Kitô như chi thể liên kết với thân mình và vững tin vào Ngài như lời Ngài mời gọi: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Hễ ai sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Hơn bao giờ hết, chúng ta đang sống trong một thời đại đầy giấy lo âu và ngờ vực. Đại dịch coronavirus đã làm cho con người rơi vào tình trạng khủng hoảng về niềm tin và sự tử tế. Sự vô cảm, độc ác của con người vô thần được bộc lộ hết công suất. Đức Kitô phục sinh, một biến cố đã thay đổi dung mạo, cuộc đời và lịch sử nhân loại. Mầu nhiệm phục sinh mời gọi chúng ta trở nên chứng nhân của chân lý, biết đánh xa những sự thật nửa vời, những trò đánh lật con đen, những thói ăn thời ở đời, những hành vi tham nhũng, áp bức, bóc lột, gian dối, kiêu ngạo, đàng điếm là bóng đêm của tội lỗi, là con đường dẫn đến sự chết đời đời. Biết chạy lòng xót thương, tương trợ những ai bị áp bức, ràng buộc của đau khổ, sự chết, niềm hy vọng và sự phục sinh. Cùng với Đức Giêsu Kitô, chúng ta hãy giả từ ngôi mộ giam nhốt chúng ta bấy lâu nay trong tội lỗi. Hãy cởi bỏ những dây băng, khăn trùm đầu, tấm vải liệm ràng buộc gò bó chúng ta bấy lâu nay để vùng đứng lên bước vào đời sống mới. Hãy từ bỏ những đam mê tội lỗi, cái tôi ích kỷ,
thói kiêu ngạo và tự phụ trói buộc đời sống tâm linh chúng ta bấy lâu nay để sống lại với Đức Giêsu Kitô. Hãy chạy ra khỏi mộ, trở về từ nỗi khổ đau ngờ vực để mang đến cho nhân loại lầm than niềm vui và hy vọng, tình yêu và bình an của Đấng Phục Sinh. Chúa chúng ta đã chiến thắng sự chết, khải hoàn vào thiên quốc. Ngay từ hôm nay, chúng ta hãy bắt đầu ngày thứ nhất của cuộc đời mình trong niềm vui thánh thiện với tiếng reo vui Alleluia, Chúa đã sống lại thật rồi. Ước gì niềm vui phục sinh biến đổi chúng ta thành con người mới, con người của ân sủng, con người của tự do, để chúng ta không còn bị những đam mê thấp hèn thống trị, không còn bị những thói đời gian dối, tham sân si làm mất đi vẻ đẹp, phẩm giá cao quý là hình ảnh của Thiên Chúa nơi chúng ta. Ước gì niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh giúp chúng ta đủ sức chiến đấu mỗi ngày để chiến thắng cái ác, chiến thắng tật xấu bằng những hy sinh khổ chế, bằng cuộc sống bác ái yêu thương, để mai này chúng ta cũng được phục sinh vinh diện với Ngài. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô phục sinh là niềm tin và là nguồn hy vọng nâng đỡ chúng con trên con đường thánh giá, nâng đỡ nhân loại, giáo hội trong cơn đại dịch Corona, để ngày sau chúng con cùng được chung hưởng hạnh phúc quê trời với Ngài. Amen.